lấy chồng là một canh bạc cuộc đời nhất là còn phải ở nơi xứ người xa lạ đó là một trong những điều chúng ta hay nghe về việc lấy chồng nước ngoài phải chấp nhận những rủi ro mà chính mình không thể quyết định liệu quan niệm đó có còn đúng trong bối cảnh ngày nay trào lưu lấy chồng nước ngoài từ lâu đã không còn xa lạ gì đối với nhiều bộ phận người việt đặc biệt là với những cô dâu tại những vùng xa đang ấp ủ ước mơ rời quê đổi đời đã có nhiều câu chuyện về những giấc mơ tan vỡ về hiện thực khắc nghiệt và bi kịch của các cô gái vỡ mộng nơi xứ người nhưng có lẽ điều này đã khác trong bối cảnh hiện đại ngày nay khác với thời điểm hơn chục năm về trước các cô gái bây giờ hoàn toàn có thể tự quyết định hạnh phúc của bản thân dù ở quê nhà hay nơi xứ lạ bằng cách tự học hỏi ngôn ngữ làm quen văn hóa luật pháp thậm chí là tự chủ hơn về tài chính và trở thành cầu nối văn hóa cho cả hai đất nước nhiều cô dâu việt tại nước ngoài đã chứng minh rằng chẳng có canh bạc nào cả hạnh phúc do bản thân mình quyết định không chỉ có lấy chồng nước ngoài mà dù là ở đâu hôn nhân vẫn là hành trình cả một đời người đừng biến hôn nhân thành canh bạc để phó mặc hay đánh đổi